Xin kính chào các anh chị cô chú. Nấm ngọc cẩu là một loại sản phẩm mà bên mình bán khá là chạy, gần như ngày nào cũng có đơn, không ngày nào nó không có đơn. Nấm ngọc cẩu và mú tần bán rất là chạy. Thì đối với nấm ngọc cẩu á, bây giờ mình sẽ quay cụ thể cái nấm ngọc cẩu mà bên mình đang bán hiện tại đang có. Bây giờ đang là cái mùa chính vụ của nấm ngọc cẩu á, thì nó sẽ rơi vào cỡ tầm tháng 10 dương, là nó là vào một vụ chính, tháng 11 dương nữa, thì đó là 2 tháng chính của cái nấm ngọc cẩu. Thì đây là cái vụ mùa của năm nay, năm 2020 này, và cái ngọc cẩu thì là phơi khô là như thế này. Thì khi mà cái nấm ngọc cẩu ấy đào lên thì nó sẽ có phần củ và phần búp. Một cân như thế này bên mình đang bán là 150.000 đồng một cân, và được đóng túi như thế này. Mỗi một túi một cân thì sẽ được đóng như vậy, một túi một cân này. Một cân này thì chúng ta có thể ngâm với 5 lít rượu. Thỉnh thoảng có những khi là sẽ thái miếng để phơi khô, nhưng mà như ở đây thì là loại cả búp, đây gọi là loại cả búp, cả củ cả búp. Thì khi mà phơi khô á thì một cái cây nấm nó sẽ phần củ và phần búp. Đây là phần củ này, đây là phần búp, cái này cả củ cả búp này. Cái nấm này thì đặc điểm của nó là cái phần củ nó sẽ nhiều hơn khi mà phơi. Thì mọi người thấy ở đây rằng là nó sẽ có nhiều củ hơn. Thì thực ra là cái củ với cái búp này thì ngâm đều ok, nhưng mà chúng ta khi mà chọn nấm ngọc cẩu ấy thì chúng ta sẽ lấy cái nấm mà phơi thì nó tốt hơn. Cái nấm phơi thì đặc điểm nó như thế nào, và nó cái nấm mà sấy thì đặc điểm như nào? Cái nấm phơi ấy là đặc điểm là nó sẽ hơi vàng, còn đối với nấm sấy là đặc điểm của nó sẽ đen hơn là phơi. Và cái nấm phơi thì cái mùi thơm của nó thơm hơn, và cái nấm sấy thì cái mùi thơm nó ít hơn và gần như là nó không thơm, mà chúng ta có thể là sẽ ngửi thấy cái mùi, ý là cái mùi khi mà nó sấy có khói đó. Thì anh chị cô chú lên chọn cái nấm phơi. Như cái nấm này của mình là nấm phơi nhé, mọi người có thể thấy rằng nó hơi vàng vàng và phải phơi thật là khô, như này nó tóp đi rồi. Thì hiện tại mình đang bán là 150.000 đồng một cân này, ở mỗi một cái gói này là một cân. Ở đây mình đang đóng gói, thì một bao đây mình sẽ chia thành những bao như này đổ ra và đóng gói đó. Mọi người có thể thấy ở đây, đây là loại nguyên búp. Thì anh chị cô chú có nhu cầu về cái nấm ngọc cẩu thì có thể liên hệ mình qua số điện thoại 0974 010585. Ok, xin kính chào các anh chị cô chú. Chúc các anh chị cô chú nhiều sức khỏe và thịnh vượng.